Ok, xin chào tất cả các bạn nha. Các bạn click vào video của mình. Các bạn đang theo dõi trên màn hình ở đây là mẫu xe Honda Winner X phiên bản đường đua HRC mới nhất của năm 2023 đã có mặt ở đại lý rồi các bạn nha. Và thông qua video ngày hôm nay mình sẽ quay xung quanh 360 độ mẫu xe này, từng góc cạnh một và rất chi tiết để gửi đến các bạn cùng tham khảo, cũng như thông báo giá cụ thể gửi tới các bạn trong thời điểm cuối tháng 11 của năm 2022. Hiện tại đã có mức giá bán của mẫu xe phiên bản mới này rồi các bạn nha. Về chiều tối ngày hôm qua và ngày hôm nay đã có mức giá bán cụ thể rồi. Về cơ bản thì phiên bản này vẫn tương tự giống phiên bản của năm 2022. Tuy nhiên ấy, nó có một số những cái thay đổi ở phần màu sắc tem xe cũng như bộ mâm của xe. Điểm thay đổi nhiều nhất là phần đầu xe, các bạn có thể thấy rất rõ ở đây. Với xung quanh cái phần mão đầu đèn được thay đổi màu đen này. Phía dưới phần mặt nạ thay đổi bằng màu đỏ thành màu trắng các bạn nha, để đem đến những cái gì đó mới lạ hơn cho mẫu xe này. Đây, nhìn thêm một góc độ này nữa của xe để các bạn có thể theo dõi. Phần đầu xe cơ bản thiết kế vẫn tương tự, hai đèn xi nhan được làm tích hợp nhỏ gọn hơn cho mẫu xe Honda Winner. Và điều đặc biệt hơn nữa là trang bị một cặp mâm mới màu vàng đồng để đem đến một cái nhìn gì đó khỏe khoắn hơn, mạnh mẽ hơn và thể thao hơn cho dòng xe Honda Winner này. Và toàn bộ dàn tem của xe cũng được thay đổi màu sắc một chút các bạn nha. Mình thấy hơi hướng màu trắng ấy sẽ trang bị nhiều hơn cho cái phiên bản tem xe cho năm 2023. Đây là cặp mâm sơn màu vàng đồng đây. Nếu như cặp cuộc được sơn màu vàng đồng nữa lại càng đẹp cho mẫu xe này các bạn nha. Hiện nay cái phiên bản HRC này lại chưa có cái màu sắc sơn màu vàng đồng trên cặp cuộc của xe. Hiện tại mẫu xe này vẫn trang bị khối động cơ DOHC 6 số thôi. Vẫn chưa được trang bị những cái khối động cơ mới như nhiều bạn để lại bình luận lên 160 hay gì đó. Hiện tại thì mẫu xe côn tay vẫn chưa được trang bị khối động cơ 160 đâu các bạn nha. Vẫn là 150 cho ra công suất vào khoảng tầm 15,4 mã lực cho cái mẫu xe này. Những cái gì đó mà đáp ứng lại yêu cầu của người Việt Nam chúng ta ấy, đặc biệt là vị trí như dàn nhựa này lỏng lẻo này, hay những cái vị trí như xi nhan này vân vân, đã được trau chuốt hơn rất nhiều ở phiên bản mới lần này rồi. Các bạn nhìn ở góc độ phía đuôi xe ở đây, đèn hậu và đèn xi nhan đều sử dụng bóng LED các bạn nha. Mẫu xe này full LED 100% luôn, kể cả hệ thống đèn đờ mi, đèn pha, đèn xi nhan phía trước của xe cũng sử dụng bóng LED. Các nội dung trên xe thì gần như là thiết kế tương tự. Mặt đồng hồ full LCD, thường thiết kế từ những cái mẫu xe cao cấp như mẫu xe CPR105R. Các nút chức năng phím bấm trên xe thì vẫn chứa đựng đầy đủ. Vẫn có passing sinh vượt này, loại bỏ đi nút tật bật đèn pha. Đây là phiên bản cao cấp có trang bị thêm cổng sạc 2.1A và có hệ thống chìa khóa thông minh Smart Key. Các bạn có thể theo dõi cận cảnh. Nhìn thêm ở một góc độ này nữa của xe này, các bạn có thể thấy rất rõ rồi. Mình thấy rằng cái phiên bản mới lần này, theo quan điểm của mình thì màu sắc đẹp hơn một chút, đặc biệt là cái ấn tượng ấy ở cặp cuộc, cặp mâm màu vàng đồng, nhìn nó thể thao hơn và phong cách hơn. Đúng là những cái phiên bản bao giờ là giới hạn thì cũng luôn toát lên một vẻ gì đó thì nó thể thao hơn rất nhiều. Đây là phiên bản V18 các bạn nha. Các bạn còn nhớ ở cái phiên bản V18 của phiên bản V2 ấy, là phiên bản màu xám khói. Bản thân tôi năm cũng đã lựa chọn cái phiên bản đó rồi. Thì đây cũng là một phiên bản V18 của phiên bản Winner V3. Các bạn có thể lưu ý cho mình như vậy. Do đó đây là một phiên bản giới hạn. Vì các bạn cũng đã biết rất rõ cái phiên bản mà lần trước ra mắt ấy, phiên bản màu xám xi măng hay xám khói đấy, thì cái màu sắc đó cũng là phiên bản V18 và nó có trang bị cho nó cái tên gọi là phiên bản thể thao. Nên chúng ta ngầm hiểu rằng đây là một phiên bản giới hạn mới của năm 2023 trên mẫu xe Honda Winner các bạn nha. Rất đẹp mọi góc độ để các bạn có thể thoải mái lựa chọn trong lúc này. Hiện tại giá bán của phiên bản các bạn đang theo dõi trên màn hình ở đây đang được bán với giá là 40 triệu các bạn nha. Một mẫu xe mới bao giờ giá bán của nó cũng sẽ cao hơn so với các phiên bản khác còn lại. Mình sẽ quay qua một lượt nữa để các bạn có thể nhìn ngắm mọi góc độ trên mẫu xe cũng như đưa ra quyết định lựa chọn cho mình sao cho sáng suốt nhất các bạn nha. Hiện tại thì các mẫu xe khác, các phiên bản khác ấy đang có mức giá bán dao động khoảng tầm từ 36 đến 37 triệu thôi. 36 đến 37 triệu. Với mức giá bán hiện tại thì các bạn sẽ có cho mình hai sự lựa chọn: 36 triệu cho phiên bản tiêu chuẩn phanh thường và 37 triệu cho phiên bản phanh ABS, kể cả phiên bản đường đua HRC của năm 2022 các bạn nha. Và kèm theo đó nữa, các bạn sẽ được tặng ngay một chiếc điện thoại Samsung Galaxy A04s trị giá vào khoảng tầm gần 4 triệu đồng trong cái thời điểm chương trình khuyến mại diễn ra từ ngày 15 tháng 11 của năm 2022 và kết thúc vào ngày 21 tháng 1 của năm 2023 các bạn nha, dành riêng cho dòng xe Honda Winner.
Ngoài ra, với những bạn nào mà muốn áp dụng theo những chương trình trả góp ấy, thì hiện tại với mẫu xe Honda Wave này sẽ được áp dụng chương trình trả góp với lãi suất 0,79% thôi, cũng cực kỳ là tiết kiệm để anh em nào quan tâm có thể tham khảo. Các bạn chỉ cần trả trước cho mẫu xe này khoảng tầm 30% giá trị của xe. Tuy nhiên ấy, mình nghĩ rằng các bạn nên trả càng nhiều càng tốt các bạn nha, thì cái giá trị ở tiền trả góp ấy nó sẽ được thấp hơn, sự chênh lệch giữa phần trả góp và trả thẳng nó sẽ ít hơn so với các bạn trả ít. Ví dụ như các bạn trả 0 đồng cũng có, cũng sẽ được áp dụng. Rồi trả 10 triệu trước, 20 triệu trước cũng được áp dụng các bạn nha. Rất cụ thể và chi tiết để các bạn có thể theo dõi thông qua video này. Và ngày hôm nay thì mình quay cận cảnh trực tiếp mẫu xe này tại Honda Hòa An 1 với địa chỉ ở phường Tân Phong, thành phố Lai Châu, trên đường 4D đối diện với khách sạn Mường Thanh. Với những bạn nào đang quan tâm muốn tìm mua xe, hãy đến trực tiếp đại lý để xem xe cho mình, hoặc thông qua số điện thoại của đại lý là 02133878838 sẽ được nhân viên của Honda Hòa An tư vấn cụ thể gửi tới các bạn về mẫu xe Honda Wave ở đây các bạn nha. Mình có thể quay mọi góc độ rồi, gần như 360 độ tất cả những góc cạnh để các bạn có thể nhìn ngắm trên mẫu xe này và đưa ra quyết định lựa chọn cho mình. Bản thân top 5 thì quan điểm của mình vẫn yêu thích cái phiên bản mới này, bởi nó có gì đó nhìn nó thể thao racing, phong cách hơn rất nhiều. Đặc biệt là mình rất thích cặp mâm màu vàng đồng. Nhiều bạn nói rằng ấy, để lại bình luận ở phần nhận xét ấy, muốn lên cặp mâm màu vàng đồng này trên phiên bản màu đen nhám. Thường thường thì mình thấy phiên bản màu vàng đồng luôn luôn xuất hiện ở những màu đen nhám nhiều hơn. Nếu như được lên ở màu đen nhám thì cực kỳ đẹp cho cái mẫu xe Honda Wave ở đây các bạn nha. Bao giờ cái nước sơn zin đến từ công ty Honda luôn tốt hơn là các bạn tự sơn ở ngoài. Bởi sơn phần mâm này không phải đơn giản một chút nào các bạn nha. Rất dễ bị bong chóc luôn với phần mâm của chiếc xe Honda Wave ở đây. Rất cụ thể và chi tiết như vậy, và đó là một số thông tin ngày hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn thông qua video này về mẫu xe Honda Winner X thế hệ mới V3 với phiên bản thể thao đường đua HRC mới nhất của năm 2023. Mức giá bán hiện tại 40 triệu các bạn nha, còn các phiên bản khác 36, 37 triệu mà thôi. Tặng ngay điện thoại Samsung trị giá vào khoảng tầm 4 triệu đồng khi mua mẫu xe Honda Wave này, và rất nhiều những chương trình bốc thăm trúng thưởng khác nữa đến từ công ty Honda Việt Nam và những món quà tặng khuyến mại. Các bạn đã dõi video này của mình, hãy các bạn nhớ like, chia sẻ, đăng ký nhiều hơn nữa để ủng hộ kênh Giá Số Lốc các bạn nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.